Đó, để nó tự làm. Quý vị hãy xem bé ba. Nghệ nhân Siết Khánh Lộc đã xong thì bây giờ đã có truyền nhân là Lê Thị Bé Ba. Đó, đó. Rõ tác giả đó em. Rõ tác giả đó em. Chúng ta lại có một lá thư bất ngờ dành cho hai thành viên thật là dễ thương nhất trong buổi tối ngày hôm nay với phần kết cuộc. Và xin mời Châu Pha tiếp theo với nghệ sĩ hỗ trợ bé ba. Châu Pha đội bé ba lên đầu với số điện thoại của bé Ken 0767255696. Rồi xin mời Châu Pha cùng với bé ba, chúng ta cùng đến với bộ phận với chủ đề là tiếp theo. Tôi xin lại tình tiếp theo. Rồi, trong thời gian chuẩn bị thì bây giờ hai người vào trong hát những bộ phận của mình nha. Đây là lá thư của hai bạn. Và bây giờ chúng tôi đọc cái điện vòng lời này, vòng lời 30.000 đồng. À, 20.000 đồng, tôi mang nhận vào đó là một cái phiếu mua hàng của Thịnh Bộ Tân Tây. Và bây giờ chúng ta có vé trên tay, chuẩn bị bắt đầu dò số dép anh em ơi. Tại vì trong thời gian dò số thì xe cấp cứu nó mới tới kịp. Để chờ sẵn gì không? Không, không có mới chưa. Một A gần đây nè. Hả? Một A gần đây. Một A gần đây nè, đúng không mẹ? Vậy hả? Ủa. Hãy
tất cả quý vị, và bây giờ đây là phần thay đổi. Một, một, chúng nhanh lên đây, bắt đầu. Một, hai, ôi bà không có sợ đâu. Một, hai, ba, vô disco. Mình về với nhau, mình về chỗ tay cho bé ba nha. Đó, lên đây ơi. Mấy chị đây. Sao sao sao. Mấy chị ra đây, mấy chị ra đây, mấy chị ra đây. Nếu không lấy một mấy chị đây. Người bạn em tìm ra chân trai. Anh chẳng sao vui đây. Anh nơi nào, nơi sáng cứ qua anh nào. Người bạn cùng làm sao, hết người này cùng làm sao. Đó chính là chàng trai đây là em cần. Còn 50, còn 50 có 50, còn 50, còn ai được nói gì được số. Ai có con cơm đâu vòng vòng đây mày phải bao. Số gì đây, bay gì đây, mùa xuân đến Tết đến. Rồi tàn bão không ngã, nhà nhà đón bao hoa sầu thừa. Có ngày các tiếng thá bụng đã xuống qua đây. Ngày mai đây anh biết bao ấm hò. Và rồi đây có nghe ôn nhẹ tóc bay. Nằm mưa mấy mùa vui cùng mấy nắng trang hoa. Và sự sống lăn này đi nhầm đời chắc đời trời. Và tin thơ tươi, hạnh phúc xuân ngày. Số 1 ơi, con số 1 con. Con số 1, con số 1 con, số 1 con, hai mẹ con gần nhau chưa? Con số 1 con, 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 giàu mà thiếu nữa cái bạc trăm. Con 15, con 15, con 15, con 15, con 15, con 15 ấy. Chị đi năm, chị đi năm, chị đây. Ở làng vẫn có một người mà con gái. Số không ai lấy phải ông chồng sai. Chồng buồn đi nhậu mà lai cay. Nhậu hết mấy gia đình đánh con vợ. Đánh con vợ chết sinh 59. 59, 59, 59 mấy gì đây mày. Chị đây, số gì đây, số gì đây. Đã bao nhiêu trời mưa lắm. Một tôi nãy giờ anh quên con em. Giờ anh kiếm được nó. Hai mẹ con cái đầu thiết chàng với nhau. Trời ơi, nó khóc quá trời. Tội nó là 25. Làm đi quá còn thôi. Với con số 25 vừa kia qua đã có một chương trình giải quyết chuyện của con. Tôi tự xếp bọn nó bé để đưa cái chương trình. Cho tất cả cái sổ chúng ta cùng nhau vào xin tiếp. Tối nay nhỏ về nhỏ mất chủ nó bé. Tôi 25 đâu. Thưa quý vị bên dưới, cái này đang rõ rút phục vụ vé vòng lại áp chốt.